Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ca sĩ Thái Thảo, bà xã của danh ca Tuấn Ngọc, chính là con gái ruột của nhạc sĩ Phạm Duy. Ở độ tuổi 72, danh ca Tuấn Ngọc vẫn thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Ngoài ca hát, năm nay giọng ca Chiều Nay Không Có Em còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên giọng hát Việt và giúp cho học trò đăng quang ngôi vị cao nhất. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Tuấn Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã kém 14 tuổi, chính là ca sĩ Thái Thảo. Người bạn đời gắn bó với Tuấn Ngọc suốt 25 năm qua tên đầy đủ là Phạm Thị Thái Thảo, sinh năm 1961 tại thành phố Hồ Chí Minh. Danh ca Tuấn Ngọc đã có 25 năm xây dựng hạnh phúc với ca sĩ hải ngoại nổi tiếng mộ thời Thái Thảo. Cô chính là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Thái Hằng và có dì ruột là danh ca Thái Thanh, cậu ruột là các nhạc sĩ Phạm Đình Trương, Phạm Đình Viêm. Sau khi theo gia đình sang Mỹ sinh sống, Thái Thảo bắt đầu theo đuổi con đường ca hát khi là một thành viên trong ban nhạc gia đình The Giờ Già Mẹ. Năm 1984, cô chính thức hoạt động solo và trở thành giọng ca hải ngoại được đông đảo khán giả yêu thích. Duy trì đam mê trong suốt hơn 10 năm, những lần đi diễn giúp Thái Thảo có cơ hội quen biết và nên duyên vợ chồng với danh ca Tuấn Ngọc, năm 1994 PV. Dù Thái Thảo có một con trai riêng, nhưng hôn nhân của cô và nam danh ca nổi tiếng vẫn diễn ra êm đẹp. Sau khi sinh thêm con gái, Thái Thảo dần lui về hậu trường để chăm sóc gia đình. Khác với các cặp nghệ sĩ khác trong làng giải trí, Thái Thảo không thường xuyên theo chồng đi lưu diễn, thậm chí ngại xuất hiện trước đám đông. Dù rất yêu nghề nhưng khi chọn cuộc sống của một người vợ, người mẹ, Thái Thảo cũng không đi hát lại khi các con đã trưởng thành. Thời còn hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thái Thảo luôn xuất hiện với hình ảnh đầy tự tin, gợi cảm. Tuy nhiên sau khi sinh con và lui về hậu trường, cô sống kín tiếng hơn xưa. Rất ít khi Thái Thảo xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Tuấn Ngọc từng tiết lộ bà xã của anh ngại đến những nơi đông người sau khi tạm gác đam mê ca hát. Suốt nhiều năm qua, chỉ thỉnh thoảng Thái Thảo lộ diện dưới hàng ghế khán giả để xem chồng biểu diễn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.